Ba chấm điểm xưa chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp tục nội dung bài số 65 nguyên âm độc lập Merian thì học sopran. Lâu lắm rồi mình không có ra video nhé. Và mình sẽ đọc lại phần nguyên âm độc lập A E E A U U A R R L L A A O A A lo sợ lần A L E ta ách ách đo sẽ đây E đo ách mà chừng thôi các bạn chừng thôi các bạn đây ách ơ vô sử dụng gốc phúc ơ phúc lo sẽ là ơ lo sử lớn có lắc là ơ lật rư lư a nó sẽ na e na rư cái ra rư nè cái hậu sơ đọc là rư nhé các bạn và chân chữ sơ này đọc là sơ sai sai rư sai rương có rực rực po sẽ pe ro pe rực pe o co sa ga sa ca o ca đo sa âm đàm rư sai no ni ni nó sẽ nở lo đau rồi sẽ đi nở lo khnho sống khnhom nó sẽ đi vừa sẽ gì 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 mua sẽ mi tôm mất đó sẽ ra bỏ ra tập mới đáp bỏ ra và nó ban rồi rứ tê nhom đi về mới đáp ban rứ tê so gì gì ngõ xiên hoa sợ phơi rồi sẽ riêng nó riêng ạc xò khó mò xài khó mè đo xò đo vô đôi khó lo xù khu lùn nốt luôn ơ ai ngon ai cái này mình thiếu chữ vô nha các bạn thiếu chữ phơ nè từ từ đây này là đọc là ạc xò nha các bạn ơ anh ạc xò đó xò tiếng mà lây nè ạc xò khó mè đo xò luôn ai thân nó xà âm thân nam nó xì ní hoa ư phương gặp hạt chùa sĩ chia mùa sử mùa yếu mùa chùa sĩ thương gặp tức ụ nó ôn đây là tô nè đọc chữ này hai lần nè ram ni phật chia mùa tức ôn ai lo sợ lơ nó sĩ ní ơ vô sử phương gặp phúc cho sợ chơ nó sĩ ní tô sợ tơ đó sợ âm đầm ơ lo sử lơ gặp lắc nó sợ nơ ai nó sợ na ai lâu ni ở phục chờ ni tự đâm ở lực nơi ai nà thân ngữ vận ai lâu nghĩa là bây giờ ách ách không đầy ách ách xe tức ôn nước ấm ở phục tự cha ở lực là dư hổ rư là hay là lư là nghe ai nà là nơi đâu rư say là tre rư que là tính nết ok là cơ hội. Mình sẽ đọc lại và dịch lại một số câu nha. E A U U A R R L L A A O A A L A D A O P R A O L R L A N A rực say rực bia ô ca đâm rực say nị nơi lò nhóm này dây mất tập bàn tê bàn rực tê đâm rực say nơi lò bình dịch là cái che này còn tốt nhóm này dây mất tập bàn tê tôi nói bạn có nghe được không tập bàn tê bàn rực tê sơ phơ điên đặc sò không ai đó còn này sách học tự học tiếng Khmer năm đi thật chìm ngồi tức on thuốc này uống nước ngoài ấm uống với nước ấm ấm lớn đi ở phục trời đi tự đâm ổ lật này nè bây giờ bố của cháu đi đi trông dưới hậu ở đâu đó là nội dung của bài học hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn học tốt.